trận quyết chiến cuối cùng trước giờ toàn thắng tháng 4 năm 1975. Quân đoàn 3 tiến vào Sài Gòn đi qua những vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất như Tràng Bàng, Củ Chi, Hóc Môn, Bà Điểm. Với quyết tâm phất cao ngọn cờ đầu thọc sâu đánh thành phố, đúng 21 giờ ngày 29 tháng 4, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của quân đoàn tiến sát cách sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy khoảng 3 km. Ở phía bắc Sài Gòn, quân đoàn 1 đã bao vây Phú Lợi, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch của sư đoàn 25 từ Bến Cát chạy về Bình Dương. Tại khu vực búng nằm trên đường 13 địch rút chạy về Lái Thiêu, quân đoàn 1 đã bao vây tiêu diệt và bắt khoảng 7.000 tên. Cánh quân phía bắc còn cách Sài Gòn 30 km. Ở hướng đông nam Sài Gòn, quân ta đánh chiếm và làm chủ Vũng Tàu, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ và đang tiến về Cát Lái, cầu xa lộ Đồng Nai. Đặc công đã đánh chiếm căn cứ nước trong, ngã ba Long Bình. Biên Hòa đang kịch chiến vì địch ở Hồ Nai còn đang chống cự. Ở phía nam và tây nam, quân ta làm chủ thị xã Hậu Nghĩa, quận lỵ Đức Hòa, bức rút Đức Huệ, mở thông sông Vàm Cỏ Đông. Nhân dân và lực lượng vũ trang Sài Gòn Gia Định đã nổi dậy diệt bọn ác ôn đầu sỏ, chiếm các công sở, đồn bốt địch dọc đường số 1 và nội thành. Công nhân xưởng dệt Vinatech đấu tranh bắt bọn phá hoại, tề điệp bảo vệ an toàn máy móc và tổ chức tiếp tế cơm nước cho bộ đội. Cả Sài Gòn đang bừng bừng khí thế, nổi dậy. Đêm 29 tháng 4, sở chỉ huy quân đoàn 3 nhộn nhịp hẳn lên. Những chiếc máy điện thoại réo vang báo tin chiến thắng dồn dập của các mũi, các hướng. Tổng đài điện thoại và chiến sĩ cơ yếu nhận điện và dịch điện luôn tay từ phía trước gửi về, từ quân đoàn gửi đi. Sư đoàn 10 báo tin vui đã chiếm xong ngã ba Bà Quẹo và đề nghị cho đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất ngay trong đêm. Cán bộ chiến sĩ ở sở chỉ huy vô cùng phấn khởi, tin tưởng lao vào chuẩn bị mọi mặt suốt đêm hôm ấy để kịp 4 giờ sáng ngày 30 tháng 4, hành quân vào Hóc Môn phục vụ Bộ Tư lệnh chỉ huy đột phá vào nội thành. 23 giờ, Bộ Tư lệnh quân đoàn nhận được chỉ thị của Bộ Tư lệnh chiến dịch, quân đoàn 3 dùng lực lượng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, coi đó là nhiệm vụ chính thức của quân đoàn. Chỉ còn khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa là cuộc tổng công kích vào nội thành Sài Gòn bắt đầu. Quân đoàn vinh dự nhận thêm nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Bộ Tư lệnh quân đoàn nghiên cứu, tính toán lực lượng, giao cho Trung đoàn 28 đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy và lệnh cho các cụm pháo quân đoàn, sư đoàn nhanh chóng hoàn thành mọi mặt chuẩn bị, sẵn sàng đánh vào mục tiêu. 4 giờ ngày 30 tháng 4, pháo chiến dịch và DKRS bắt đầu bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Hòa trong tiếng nổ vang trời của pháo binh chiến dịch, các cụm pháo binh quân đoàn và sư đoàn 10 cũng thi nhau chút đạn xuống Bộ Tư lệnh Dù, Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Thiết giáp và sư đoàn 5 Không quân Ngụy trong sân bay. Trên các đường phố xe nhà binh, cảnh sát và xe chở những người di tản hốt hoảng lao vun vút. Trong các công sở, ngụy quyền, nhân viên công chức bỏ trốn. Bọn cảnh sát vội lột bỏ bộ đồng phục, khoác chiếc áo thường dân tìm đường tẩu thoát. Đêm đã qua, nắng sớm chan hòa trên thành phố Sài Gòn. Trung đoàn 24 bắt đầu tiến công tiêu diệt địch ở ngã tư Bảy Hiền. Máy bay địch dội bom xuống đường phố từ cổng số 5 đến ngã ba Bà Quẹo. Một tiểu đoàn dù từ hướng Dinh Độc Lập ra phản kích. Trung đoàn 24 dùng đại đội 7 bộ binh và 8 xe tăng, xe bọc thép đột kích mở đường nhưng không dứt điểm. Hỏa lực ngăn chặn của địch vẫn mạnh. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Máu của các chiến sĩ ta đã đổ. Sự hy sinh tổn thất trước giờ phút khải hoàn là cần thiết để cho chiến thắng đang ở phía trước. 9 giờ 45 phút, được chiến sĩ biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Trung Kiên dẫn đường, Trung đoàn 24 và tiểu đoàn 1 xe tăng Trung đoàn 273 chia làm hai mũi đánh vào Tân Sơn Nhất. Các chiến sĩ tiểu đoàn 5 tràn vào cổng số 5 tiến công khu truyền tin, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Không quân, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 mở cửa số 4, đánh chiếm Bộ Tư lệnh Dù, Bộ Tư lệnh Không quân và các mục tiêu xung quanh, bắt liên lạc với phái đoàn quân sự hai bên của ta tại trại David. 11 giờ 30 phút, Trung đoàn 24 làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất và kéo cờ chiến thắng lên đỉnh cột cờ trong sân bay. Cùng với Trung đoàn 24 đánh chiếm sân bay, Trung đoàn 28 và tiểu đoàn 2 xe tăng Trung đoàn 273 nổ súng đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. 10 giờ, cổng chính vào Bộ Tổng Tham mưu Ngụy vẫn còn đóng kín. Đại đội 10 anh hùng cùng với tiểu đoàn 2 xe tăng, 2 đại đội công binh, trinh sát, tiểu đoàn cao xạ tổ chức đột phá vào cổng chính. Từ trong Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, xe tăng và bộ binh địch bỏ ra bịt cổng chính, kết hợp với mũi phản kích từ phía nam. Chiến sĩ ta đã cắt đội hình địch ra từng cụm tiêu diệt. Bị đánh cả phía trước và phía sau,
một số đại đội địch hạ vũ khí đầu hàng. Thừa thắng, trung đoàn 28 chia làm hai mũi, một mũi đánh tràn vào cổng chính, một mũi đánh vòng sang phía đông nam. Ba xe M41 cuối cùng của địch tiến ra phản kích bị ta bắn cháy tại chỗ. Vượt qua cổng chính, chiếc xe tăng mang số hiệu 001 do Nguyễn Bá Lưu chỉ huy, cùng tổ cắm cờ Trần Liệu và Nguyễn Duy Tân đại đội 10 anh hùng, tiến thẳng vào tổng hành dinh quân Ngụy. Xe tăng 001 đã lăn vết xích đầu tiên lên thềm nhà bộ tổng tham mưu Ngụy. Trung đội phó Trần Lưu dùng AK yểm hộ cho tiểu đội trưởng Nguyễn Duy Tân mang cờ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ tung bay trên tổng hành dinh quân Ngụy, báo tin toàn thắng đã về ta. Lúc này đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cùng ở thời điểm này, trung đoàn 64, sư đoàn 320 được lệnh nhanh chóng phát triển sang quận 1, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm dinh Độc Lập. Trung đoàn 64 đến nơi thì đơn vị bạn đã chiếm dinh Độc Lập. Dương Văn Minh và nội các Bù Nhìn đã tuyên bố đầu hàng cách mạng không điều kiện. Lúc này trung đoàn 64 cho một đại đội đánh chiếm chi khu cư xá sĩ quan Mỹ. Quá trình phát triển chiến đấu, 4 chiến sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh, 12 chiến sĩ khác bị thương. Đó là những giọt máu cuối cùng của cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đổ xuống đường phố Sài Gòn rực lửa, góp phần quan trọng cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.